Trước hết có lẽ phải thông qua cái cách thực hồn thí, bởi vì ở dưới này cái thành phần nhỏ tương đối cũng khá nhiều. Chính vì vậy thì lời mở đầu tôi sẽ nói như thế này là: thưa tất cả các anh các chị, gồm tất cả những ai trong ban tổ chức, gồm tất cả những ai đang thực thành lão làng đó, còn nữa nhỏ nhỏ dưới, có lẽ cha xin phép để tự xưng là cha với chúng con. Cho nên sẽ thưa gửi như thế này cho nó dễ, là thưa các anh các chị và tất cả chúng con, được không ạ? Vâng, làm như vậy cho bất tiện, kẻo mà cứ biết này thế kia thì nó sẽ thiếu thống nhất. Hồi nãy thì cha có hỏi chị Xuân, bảo rằng có phát cái tập này cho các anh các chị trước không, bảo thưa cha cuối cơ. Mà khổ cái trong cái tập đó ở phía cuối nó có cái bài khá quan trọng, hy vọng rằng tất cả chúng ta, tất cả thì chưa chắc nhưng mà hầu hết thì chắc đã biết rồi. Vừa rồi xin cho nhập máy chưa? Tối thiểu là cái điệp khúc thôi. Rồi ạ, được chưa? Rồi xin mời thầy Hóa dùng. Có đọc được không ạ? Xin nghe qua hai lần thuộc ngay. Cố xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Cố xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót mênh mang đất trời, lòng thương xót bao la tuyệt vời. Ôi lòng Chúa xót thương. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện thương xót như Cha trên trời, nguyện thương xót như Cha trên trời. Con nguyện xót thương người. Ai rồi rồi giơ tay. Ai biết rồi giơ tay. Eo ơi, nếu vậy thì nguy hiểm quá. Bởi vì các anh các chị rất ít ở giáo phận này, cho nên nếu mà giáo phận này thì chắc là quen hơn. Thôi, chúng ta hát điểm khúc. Xin các anh các chị nghe qua một hai lần nữa thưa anh. Cố xin con ơi hát mừng lòng thương xót Chúa. Cố xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Mà lặp lại. Con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Một, con xin dâng lời hát mừng lòng thương xót Chúa. Tiếp tục, lòng thương xót như Cha thương xót, lòng thương xót bao la tuyệt vời. Ôi lòng Chúa xót thương, lòng thương xót hãy một. Lòng thương xót mênh mang đất trời, lòng thương xót bao la tuyệt vời. Ôi lòng Chúa xót thương. Lặp lại từ đầu. Con xin dâng lời hãy một. Con xin dâng lời hát mừng hai ba. Con xin dâng lời hai ba. Lòng thương xót mênh mang đất trời, lòng thương xót bao la tuyệt vời. Ôi lòng Chúa xót thương. Rồi, câu hai y bong như vậy, chỉ trừ mấy chữ cuối, đó là con lòng Chúa xót thương. Con xin lỗi ơi, con nguyện xót thương người. Con nguyện xót thương người. Con nguyện xót thương người. Câu thứ hai. Con xin cảm tạ hãy một. Con xin cảm tạ, cảm tạ tình yêu Thiên Chúa hai. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện thương xót như Cha trên trời, nguyện thương xót như Cha trên trời. Con nguyện xót thương người. Như vậy là chúng ta đã xong cái điểm khúc. Xin các anh các chị ráp lại cả hai câu. Con xin dâng lời hai một. Con xin dâng lời hát được lòng thương xót Chúa.
con xin dâng lời hát mừng thương xót Chúa. Lòng thương xót mênh mang đất trời, lòng thương xót bao la tuyệt vời. Ôi lòng Chúa xót thương, con xin cảm tạ, cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Con xin cảm tạ, cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguyện thương xót như Cha trên trời, nguyện thương xót như Cha trên trời. Con nguyện xót thương người. Xin cảm ơn các anh chị. Thưa tất cả các chị, cái hôm tôi nhận được cái tờ giấy nho nhỏ trong cái phiên họp hội đồng Senatus, thì tôi có cái ngộ nhận, tức là tôi viết cái bài cho tờ báo, cho nên cái dạng thức nó khác, nhưng mà không sao hết. Để lúc nào các chị cũng như chúng con đọc thì sẽ thấy rằng là đáng lẽ không có mặt, và cái này nó nói cho cái thay mặt. Nhưng mà bây giờ có mặt rồi thì chúng ta cứ nói cái mà coi như là không có mặt đi. Thế thì trước hết thì cha chào tất cả chúng con cũng như các chị. Trước đây nếu chúng con đã có dịp tới đây thì chúng con sẽ gặp người khác, bậc thầy của cha, đó là cha Phêrô Nguyễn Công Dân. Tức là từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2014 2013-14 chị ạ. Thế thì ngài đã nằm nhà thương, và cho đến bây giờ thì ở trong cái tư thế không thể nào làm việc được. Chính vì vậy, để công tác của Legio không bị gián đoạn, thì Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đạo, vừa với tư cách là Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, vừa với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã bổ nhiệm cha là làm linh giám Senatus Việt Nam thay thế cho ngài. Đó là lý do để cha có mặt sáng hôm nay ở đây. Đó là lý do để cha được vinh dự gặp tất cả chúng con ở đây cùng với các chị, hầu hết là những người hướng dẫn. Thế thì gặp nhau cũng có lẽ chỉ trừ một vài người ở cái vùng Sài Gòn này biết cha, còn tất cả cha chưa biết. Và ngược lại, cha có tệ hơn, đó là cha chỉ biết được một số rất ít người trong chúng con, còn hầu hết đại đa số lại là chưa biết. Nhưng mà không sao, đời sinh ra thì không phải đã biết nhau, nhưng mà có gặp nhau rồi thì biết nhau. Và hy vọng từ đây về sau, nếu Chúa thương chúng con, nếu Chúa thương cha, chúng ta chắc có dịp gặp nhau lại nhiều lần hơn nữa. Thế thì quả thật lê dưa của chúng ta nó có một cái thế, mà cái thế đó nó kể là khá căng đấy, khá căng. Đó là các cái thành viên tương đối lớn tuổi, senior đó, thì nhiều. Còn cái thành viên ít tuổi, như là các cái đội junior, thì lại hầu như quá ít. Từ đó thì những ai mà băn khoăn với Legio, những ai mà tha thiết với Legio, có lẽ đều có một chút băn khoăn. Nhưng mà giả sử những người có băn khoăn như vậy mà tới đây gặp tất cả chúng con đã có mặt nơi đây, chỉ là trên trăm, chưa đầy 150 người, thì có lẽ bớt đi phần nào cái băn khoăn. Vậy thì chúng con là những cái hạt nhân, và cha mong rằng những hạt nhân đó sẽ về, nó nhân thừa nó lên, để rồi tất cả mọi người đang có mặt nơi đây, rồi qua cái hạt giống mà chúng con gieo, hy vọng chúng con sẽ kéo thêm được nhiều người khác. Và như vậy thì Legio bớt đi phần nào cái băn khoăn. Thế thì cha được ban tổ chức giao cho một cái đề tài mở đầu cho tất cả, đó là tuổi trẻ với lòng thương xót. Thường thường thì nói đến tuổi trẻ thì người ta nói đến, có lẽ ít nói đến lòng thương xót, bởi chúng ta ưa có cái gì nó nhanh, chúng ta ưa cái gì nó lẹ, chúng ta ưa cái gì nó mang tính tạm gọi là khá hời hợt, rồi chúng ta ưa nhanh cái gì nó mang tính bên ngoài nhiều hơn là đi vào cái chiều sâu ở bên trong. Chính vì vậy khi mà chạm đến cái thế tim á, thì có lẽ nó sẽ ít hơn. Tuy nhiên thì đừng có nghĩ rằng là tuổi trẻ không có dính dáng chỉ thấy lòng thương xót hết. Chắc chắn ở nơi chúng ta, nhân chi sơ tính bản thiện, mỗi người chúng ta đều có một cái gì đó là cái tốt,
Mà cái tốt mà hay nhất như chúng ta năm Đức Francisco đã nói, tên của Thiên Chúa là lòng thương xót, thì chúng ta vẫn có cái chút gì đó là của lòng thương xót từ nơi đáy thâm tâm của chúng ta. Cho nên cha nhớ, cha có một cha giáo kể câu chuyện thế này, là có một em bé được bố mẹ dẫn đến viếng hang đá, viếng Chúa Hải Nhi trong đêm Giáng sinh đó. Thế thì bầu khí rất là im ắng, đây không phải là cái nơi có đèn chớp tắt, đây không phải là cái nơi có suối chảy vân vân, mà cái nơi rất là thâm trầm lắng. Thế thì em bé đứng một tí, rồi thì tự nhiên em bé cởi cái áo len ngoài cùng của mình ra, khoác lên cho Chúa Hải Nhi. Chúng ta thấy nó một cái đột phát rất là hay, là bầu khí thì nó lạnh, Chúa Hải Nhi thì hình như chỉ còn có một cái miếng vải quấn ở phía trên thôi. Và bây giờ chiêm ngắm Chúa Hải Nhi, thấy Chúa Hải Nhi lạnh, mà mình hai ba lớp áo, em bé đó đã cởi cái áo ra để đặt lên cái tượng Chúa Hải Nhi. Không ai bỏ em hết, mà em đã làm. Vậy thì nó xuất phát một cái gì đó mà ngay từ trẻ nhỏ đã có rồi, chứ không phải là không đâu, Thế thì từ đó chúng ta mới thấy được rằng thì là giáo hội đã đặc biệt mở một cái năm thánh, gọi là năm thánh ngoại thường, đó là năm thánh lòng thương xót. Chúng ta muốn nói lòng Chúa thương xót cũng được, mà nói theo lòng Chúa thương xót Chúa cũng được, nhưng mà cái danh từ chính thức giáo hội Việt Nam dùng đó là năm thánh hai chữ, lòng thương xót ba chữ, năm thánh lòng thương xót. Và cái năm thánh lòng thương xót chúng ta có lẽ biết rồi, đã được mở ra từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 và sẽ khép lại vào ngày 20 tháng 11 2016 này. Vậy thì chúng ta đã bước qua coi như được nửa năm thánh, rồi. Thế thì với tất cả những cái chuyện gì liên quan đến năm thánh, thì hôm sau chúng con đọc trong cái tài liệu, chúng con sẽ thấy rõ hơn. Ở đây thì cha muốn nói qua một tí thế này, là cái năm thật là cái lòng thương xót đã bị ngộ nhận tương đối khá nhiều. Tại sao lại ngộ nhận? Chúng ta sẽ phân tách thêm tí sau. Lòng thương xót nó gắn liền với thánh nữ Faustina, là thánh nữ quê hương Ba Lan, quê hương của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó. Cho nên đây là cái vị thánh đầu tiên, ngài tiên phong khi bước sang thế kỷ thứ 21, là vị thánh đồng hương của ngài, là vị thánh của lòng thương xót. Và cái ngày phong thánh cho thánh nữ Faustina là ngày 30 tháng 4 năm 2000. Thì đó là năm đại thánh đó, Rồi ngày 30 tháng 4 năm đó lại cũng là trùng vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Mà chúng con biết Chúa Nhật thứ hai phục sinh trước đây thì có nhiều tên lắm, Chúa Nhật áo trắng, Chúa Nhật Quasimodo, nhưng mà cái tên dễ thương đó là Chúa Nhật áo trắng, tức là cái người tân tòng mặc áo đêm vào phục sinh, cho đến sáng hôm đó họ mới cởi cái chiếc áo trắng đó ra. Thế thì sau này, bây giờ nếu mà chúng con lật lịch Công giáo ra, lấy Chúa Nhật thứ hai phục sinh thì sẽ gọi là Chúa Nhật về lòng Chúa thương xót. Nó có cái khởi nguồn là từ 30 tháng 4 năm 2000, khi phong thánh cho chị Faustina, thì Đức Giáo Hoàng rất đúng vào ngày Chúa Nhật, lòng Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Sau này ngài quyết định gọi Chúa Nhật đó là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Và từ đó về sau, từ năm 2001, thì lấy cái Chúa Nhật đó kính lòng Chúa thương xót. Không biết rằng là các giáo phần khác, như là đây thì có mấy Mỹ Tho chưa lên phải không? Thì có hồi nãy cha nghe có Đà Lạt nè, có Xuân Lộc nè, có Phú Cường phải không ạ? Và Sài Gòn. Thì không biết rằng là các nơi khác có cái phong trào thế nào thì không biết. Riêng Sài Gòn thì trước đây có một cái dấy lên cái phong trào lòng Chúa thương xót do cha Chu Xe Trần Đình Long đó. Nhưng mà rồi thì cũng sẽ nó gặp phải nhiều cái chuyện rắc rối từ bên trong, cho nên thì Đức Tổng Giám Mục đã chống ngưng cái chuyện này, sở dĩ chống ngưng chuyện này không phải là vì lòng Chúa thương xót là xấu, phổ biến màu miếng lòng Chúa thương xót là xấu, không phải, nhưng mà vì người ta lợi dụng và thậm chí là lạm dụng
lòng Chúa thương xót cho nhiều chuyện khác nhau, với mục đích chung có, mục đích riêng tư cá nhân có. Và chúng ta biết từ năm 1958, chị Fosina chết năm 1938, thì từ năm 1958 tới 20 năm sau, mãi đến năm 1978, giáo hội tòa thánh cấm không cho phổ biến lòng yêu thương sau. Và sau năm 1978, khi mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lên, mới bỏ cái lệnh cấm đó đi để cho phổ biến lòng thương xót, tiếng lòng Chúa thương xót trở lại. Vậy thì cái gì thường thường nó cũng có hai cái mặt của nó, tự thân nó có thể là tốt, rất tốt, nhưng có những người lợi dụng lòng Chúa thương xót. Không biết trong hàng ngũ chúng con đây có ai đã lợi dụng lòng Chúa thương xót chưa? Cho thí dụ nhé, cha làm cha đã biết cái điều này. Có một số cha mẹ khi nói đến hôn nhân của con cái thì làm câu: ôi giáo hội bây giờ thì đầy lòng Chúa thương xót, chứ mà giáo hội bây giờ dễ lắm, giáo hội tha hết. Đấy cũng là lợi dụng lòng Chúa thương xót. Vì nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là Chúa thương xót, Chúa tha thứ hết, cho nên chúng ta cứ phạm tội ví dụ một cách dễ dàng. Không, cái đó cũng không được. Đó là chưa nói đến cái chuyện mà lợi dụng lòng Chúa thương xót để làm những chuyện này, những chuyện khác nữa. Thì chúng ta tổ chức giáo hội đừng có những con người lợi dụng lòng thương xót như vậy, để rồi vẫn tiếp tục phát triển một cách đúng hơn, mạnh mẽ hơn, và nhất là đúng hướng hơn. Bởi vì quả thật như khẳng định của Đức Thánh Giáo Hoàng, thời đại bây giờ chúng ta không còn có cái gì khác ngoài cái chuyện mà lòng Chúa thương xót. Đến nay Đức Thánh Cha Francisco bây giờ cũng vậy, nghĩa là đúng phải nhìn đến lòng Chúa thương xót thôi. Chỉ có lòng Chúa thương xót thì mới cứu vãn được tất cả, bởi vì tự thân tên của Ngài là thương xót, tên của Ngài là thương xót. Vậy thì chúng ta đã bước vào cái năm thánh này được 5 tháng rồi, 5 tháng rưỡi, tức là chúng ta còn một nửa năm nữa. Vậy thì thử ai để cho ý kiến ngay nhé. Từ đầu năm thánh tới bây giờ thì có ai đã cảm thấy mình đã thực hiện được một cái gì đó nó dính dấp tới các cái tiêu chí của năm thánh chưa nào? Có ai đã thực hiện cái gì chưa? Nó cụ thể chưa? Ở các giáo xứ chắc chắn thế nào cũng có phổ biến năm thánh lượng chưa từng xót phải không ạ? Năm thánh lượng có không? Có. Ừ, ngay là cái kinh lòng Chúa thương xót, các anh các chị thuộc không? Có. Lát nữa tôi sẽ tặng mỗi anh mỗi chị bản kinh đẹp nhất có thể ha. Anh Khang ơi, anh Khang, anh mở cái sách Lào của tôi ra đó, trong đó có một cái sách mà kinh, lát nữa thì phát cho các anh các chị một tí. Rồi, tối thiểu chúng ta không có bản kinh trong tay mà chúng ta đã đọc, thì chúng ta đã thực hiện cái tâm tình nào trong đó chưa? Đã sống cái gì cho năm thánh lòng thương xót chưa? Đã chưa? Chưa? Eo ơi! Vậy thì vào ngày 20 tháng 11 năm nay thì chắc rồi cũng vậy thôi ạ. Chắc anh làm ơn cho Pháp cho các anh các chị. Đó tất cả cái 300 lần, bởi tôi nghe nó 200 mấy ấy. Vậy thì theo tôi nghĩ như thế này nhé, là có lẽ tôi đặt vấn đề không có sai đâu. Tôi đặt vấn đề như thế này: tôi đã làm gì trong năm thánh? Thế thì chắc năm tháng qua rất nhiều lần chúng ta đọc kinh năm thánh rồi nhỉ? Ví dụ vậy ha. Rồi chúng ta đã có cái suy gẫm về một cái điều nào đó ở trong này hay chưa? Rồi chúng ta đã thực hiện một cái gì đó trong năm thánh, của cái năm thánh này hay chưa? Sợ rằng thì là chúng ta chưa có dính dấp, tức là chưa sống năm thánh. Mà giáo hội có mở năm thánh mục đích để chúng ta sống năm thánh, chứ phải mở ra cho có. Thường thường tín hữu Việt Nam là mở năm thánh ra để mà lấy ơn xá. Cái đó là cái xoàng nhất, nhỏ nhất mà chúng ta có thể nghĩ thấy được ha. Đừng có nghĩ là để mà lấy lòng, lấy ơn xá trong năm thánh này. Không. Cái điều quan trọng là cải đổi cái cách sống của mình, cải đổi cái con người của mình. Và anh các chị phát lại lẽ rồi chúng ta nhìn cái logo nó một chút, phát lại lẽ một tí xíu. Có cái logo lòng thương xót nào không? Nếu có logo thì chị làm ơn cho ra cái gì hay nhất.
rồi cho tôi mượn lại một tờ để tôi nói với các chị về cái logo này tí xíu. Rồi tất cả các chị và chúng con nhìn vào cái chuyện thương xót như Chúa Cha. Trong bài thì chẳng nói qua cái hình này, cái logo này một chút. Đó là tác giả cùng với cái ban điện phong sau đó có một cái quyết định rất nghiêm khắc, đó là không được phép thay đổi bất cứ một cái chi tiết nào ở trong này. Rồi cái câu thương xót như Chúa Cha cũng phải được hội đồng giám mục thông qua để trình sang cho ủy ban. Ủy ban đọc từng chữ một, chuẩn xác được rồi, cho giấy phép trở lại. Chúng ta mới được in mấy cái chữ này lên đây, chứ phải ai muốn in thế nào thì in đây. Thế thì chúng con thấy ở trên này thì có một cái người mà giang tay giang chân, đó là ai thì chúng ta biết rồi. Về trên đầu có cái cây thánh giá, rồi dưới chân dưới tay đang còn có cái lỗ đinh, phải không ạ? Vâng. Còn cái người thứ hai giống như là một cái con chiên bắt quàng trên vai đó, chúng ta có quyền gọi đó là Adam cũng được, gọi đó là loài người tội lỗi cũng được, và gọi đó là một tội nhân cũng được, tức là loài người chúng ta nói chung. Và có nhiều người dị ứng cho cái điểm này, đó là có hai con người nhưng mà chỉ có ba cái con mắt thôi. Một cái con mắt nó chụp lại chung là một. Con mắt đó vừa là con mắt của Chúa Giêsu, lại vừa là con mắt của Adam. Vậy thì tác giả muốn nói như thế này: trong Văn Thánh này chúng ta nhìn ra cho bằng được lòng Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã nhìn chúng ta những tội nhân bằng chính ánh mắt của con người, bằng chính ánh mắt của con người. Nên các chị biết, tôi vẫn thích một số siêu sao của thế giới. Khi họ lên đỉnh cao của vinh quang rồi, họ không bao giờ quên quá khứ của họ hết. Ví dụ họ xuất thân từ người nghèo, họ nhớ lại cái thân phận nghèo của họ ngày xưa, họ thương yêu người nghèo vô cùng. Đấy, họ nghiệm được rồi, họ là người nghèo, nghèo khổ đến cỡ nào. Thì bây giờ Chúa Giêsu vốn là con người thật rồi, nhìn chúng ta bằng cái ánh mắt của nhân loại rồi, và bây giờ tiếp tục nhìn tội nhân bằng ánh mắt của nhân loại để thấy rằng con người chúng ta yếu đuối đến cỡ nào. Từ đó ngược lại thì chính tội nhân, tức là Adam, cũng phải nhìn bằng chính cái ánh mắt của Chúa Giêsu nữa. Từ đó thì chúng ta mới thấy được rằng trong cái cuộc sống biết bao nhiêu cái chuyện đụng chạm với nhau, vân vân. Nếu chúng ta nhìn bằng cái ánh mắt hận thù của con người thì thua bét hết. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu, hy vọng chúng ta có thể giải quyết được cái gì đó nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó hay hơn. Tìm vài cái chi tiết đó cha con nói ở trong bài, ở trong bài. Vậy thì đề nghị với tất cả chúng con, đối với năm thánh đó, nếu mà chúng ta có những cái nghiên cứu, có những cái học hỏi, có những cái tìm tòi về năm thánh thì đó là cái điều rất tốt. Và giả sử chúng con có mạng thì có lẽ chúng con cũng có thể vào hầu như rất nhiều trang nói về lòng thương xót và năm thánh lòng thương xót lắm. Muốn vào trang nào cũng được, đặc biệt là trang năm thánh lòng thương xót, cho phép chúng ta thấy cái nguyên nhân rồi cái mục đích vân vân của cái năm thánh này. Vậy thì nhưng mà có cái năm thánh để chúng ta cảm nghiệm, cảm nhận và cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, để từ đó chúng ta sống cái lòng thương xót đối với nhau, đối với nhau, đối với nhau. Và cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên năm nay giả sử giữa chúng ta với nhau, giữa các anh chị hướng dẫn với các em, giữa các em với nhau đang còn có những cái xích mích, những cái xung khắc mà nó nhỏ thôi, nó không có gì lớn lao hết, nhưng mà nó làm phương hại đến cái sinh hoạt chung. Nhân năm nay chúng ta hòa giải với nhau, nhân năm thánh lòng thương xót chúng ta hòa giải với nhau. Giữa trên và dưới, giữa người hướng dẫn với các hội viên ở dưới, có một cái chuyện nó khó đả thông tư tưởng với nhau, thì năm nay nhân năm lòng Chúa thương xót, chúng ta cũng cố gắng để ngồi lại với nhau, để nghe nhau một chút, để được thông cảm với nhau một chút, vân vân. Từ đó hy vọng chúng ta hóa giải được những cái chuyện này, những cái chuyện đó. Cho nên trong cái lời kết đó, thì chúng ta sẽ nghe nhắc lại cái điều này, nghe nhắc lại điều này. Riêng chúng con và các anh chị, những người đã ở đây, thì cha vẫn có cái rất nể chúng con ở chỗ này nè. Giữa các bạn bè ở trong một giáo xứ,
trong lứa tuổi chúng ta nhiều lắm cơ. Nhưng mà rồi thì là những người đó vẫn ở đâu đâu á, còn chúng con vẫn chấp nhận vào trong một cái đoàn thể thế này, một cái đoàn thể mà người ta sợ nhất, một cái đoàn thể mà ta ngại nhất, một cái đoàn thể mà khó ăn nhập với người ta được lắm. Nhưng mà chúng con có mặt, không phải là chúng ta lập gì, không phải, nhưng mà cái yêu sách, yêu cầu tương đối là hơi cao và đòi hỏi cái đầu tư, cái cố gắng, cái hy sinh của chúng ta nhiều. Thế thì chúng ta mới vào và chúng ta mới ngồi được như thế này. Vậy thì cha cầu chúc cho chúng con khi đã có cái sự lựa chọn trở thành quân binh của mẹ, rồi chúng ta cũng muốn rằng cái nhiệt tình của chúng ta nó phải được phát triển ra nữa. Chúng ta có thể cám dỗ thêm những người khác dưới chúng ta hoặc cùng trang lứa với chúng ta, cố gắng nhất là các em bên junior thực sự đó vào trong cái đoàn thể, và hy vọng rằng cái chuyện kế thừa của Lesio khó sẽ không trở thành một cái băn khoăn. Nói thật, vào Lesio chắc chắn là phải siêu nhiên lắm, nếu mà không siêu nhiên chắc chắn không thể nào vào được đâu. Vậy thì cha cầu chúc cho tất cả chúng con, các anh chị hướng dẫn thì có sẵn rồi và bây giờ có thêm cái nhiệt huyết rồi, tất cả những ai đã còn ngấp ngò ngấp nghé gọi là vừa muốn tìm hiểu Lesio thì qua chính chúng con, những người hướng dẫn cũng như các em hội viên đó, hy vọng người ta thấy được là một cái gì đó, và hy vọng khi băn khoăn về Junior, về Lesio sẽ được giải đáp một cách tương đối dễ dàng, thoải mái xuyên qua các cái Presidia Juniores như thế này. Thôi, chúng con có thể đọc lại ở trong cái tập cuối, coi như tập kỷ yếu cuối cùng. Giờ cuối cùng để chúng ta ôn lại cái bài hát này một tí. À, thầy Hóa ơi, thôi có lẽ đỡ buồn ngủ, xin các anh các chị chúng ta vỗ tay luôn. Con xin dâng lời, 2, 1, con xin dâng lời hát mừng lòng thương Chúa. Con xin dâng lời hát mừng lòng thương Chúa. Lòng thương xót nhân thân trần, lòng thương xót bao la tuyệt vời, ôi lòng Chúa cho thương. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Con xin cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Nguồn thương xót như cha trên trời, nguồn thương xót như cha trên trời. Con nguyện cho thương người. Sau đó nó có phiền khúc, nhưng mà phiền khúc rất là dài. Rồi chúng ta khỏi đi, bởi vì giờ này cũng là hết rồi, vào dịp xuân hơi lố thì chúng ta lại hết nữa. Xin cảm ơn tất cả chúng. Dạ con xin cảm ơn cha, và chắc con cũng xin thay mặt tất cả các anh chị chạy xin ở đây cũng xin hứa, nhưng mà em hứa là các anh chị nhớ làm theo nha.